Sân vận động 19 tháng 8 đang tiến hành nâng cấp dàn đèn để đáp ứng yêu cầu từ VPF. Đàn đèn mới của sân 19 tháng 8 trị giá 16,9 tỷ đồng. Được lắp đặt loại đèn LED chuyên dụng thể thao của Masco Lighting với nhiều ưu điểm giúp gia tăng về hiệu suất ánh sáng nhưng lại giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng. Tổng cộng 108 bộ đèn được lắp đặt trên 4 trụ xung quanh sân vận động 19 tháng 8, mang đến tổng công suất chiếu sáng 1.500 lux. Đàn đèn này có tuổi thọ trung bình 50.000 giờ và bảo hành 10 năm. Theo kế hoạch, việc lắp đặt hệ thống đèn dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 10 tháng 10 để phục vụ cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của câu lạc bộ Khánh Hòa vào ngày 28 tháng 10.